trên tay mình vẫn còn đang cầm con remote của cái bộ Smart Key. Và bây giờ mình sẽ đi lại xem thử nó như thế nào. Nó vẫn mở cửa nha các bạn. Khi mà không có cái nguồn cấp thì nó vẫn mở cửa như bình thường nhé. Remote mình đã để ở phía xa kia. Mình giả dụ trường hợp là trên người mình không có con remote thì mình làm sao để mở cửa. Thì trên hệ thống này thì mình đấu nối cho thêm một con gọi là nút nhấn dự phòng. Cái phòng trường hợp mà mình đang ở trong phòng mà remote mình nó để quên, mình cần ra ngoài gấp á, thì khi đó mình sẽ nhấn vào nút nhấn dự phòng này để mở cửa con khóa điện từ này. Hiện tại thì con khóa điện từ mình đang đóng lại và đèn của mình đang tắt. Bây giờ mình sẽ thử nhấn vào con nút nhấn dự phòng xem thử cái hệ thống của mình nó có hoạt động như thế nào. Thì bây giờ mình đang nhấn vào nút nhấn dự phòng. Mình nhấn như thế này. Thì cửa lập tức nó sẽ mở ra và đèn nó sẽ thông báo là cửa đang mở. Và bây giờ mình thả ra thì cửa nó đã đóng lại và đèn nó đã tắt đi. Cái trường hợp tiếp theo á, là anh em dùng khóa điện từ mà nhà lại cúp điện thì có bất tiện hay không? Thì với hệ thống khóa điện từ của mình á, thì mình đã sử dụng cho nó một con nguồn pin dự phòng. Bây giờ mình sẽ thử rút cái nguồn cấp chính cho cái bộ này để xem thử nó có hoạt động hay không. Bây giờ mình sẽ tháo cái nguồn chính nó ra. Và bây giờ mình sẽ thử nhấn vào cái nút dự phòng của mình. Đó, nó vẫn hoạt động nha các bạn. Đây là một con khóa chốt điện từ. Và hôm nay mình sẽ chế tạo nó thành một con khóa chốt điện từ thông minh. Mình sẽ chọn một con mạch module tạo trễ. Ở đây thì mình dùng loại JK11B. Mục đích của con này á, là sẽ cấp nguồn cho con khóa điện từ này. Thì con này nó sẽ nhận tín hiệu từ con mạch thu của bộ Smart Key để yêu cầu cho con này mở cửa hoặc đóng cửa. Bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em tại sao mình lại chọn con module tạo trễ này mà không thay cho các con module một relay có kích thước nhỏ gọn hơn và giá thành nó lại mềm hơn. Đầu tiên á, nếu mà con module một relay nó bị nhiễu hay là cái con mạch thu nó bị lỗi hay sao đó, hay là nhà bạn có trẻ con mà nó hay tò mò và hay nghịch thì nó cứ bấm remote này liên tục, bật tắt liên tục như thế này á, thì khi đó con khóa điện từ nó sẽ như thế này đó, nó cứ bật tắt liên tục như thế này, bật tắt liên tục như thế này thì nó sẽ rất là mau hỏng. Đầu tiên thì mình sẽ hàn hai chân dương và chân âm cho con module tạo trễ này, mục đích là để cấp nguồn cho nó. Đồng thời mình sẽ hàn chân dương này vào chân com trên con module tạo trễ, mục đích á là để cấp nguồn cho con khóa điện từ. Ở chân com và chân NO trên con module tạo trễ này mình đã hàn cho nó một con mạch chống nhiễu. Bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn về hoạt động của con mạch chống nhiễu này. Ở đây thì mình đã sử dụng một con mạch chống nhiễu điện tử để hàn vào chân NO và chân com trên con module tạo trễ này. Thì con mạch chống nhiễu điện tử này á, nó sẽ có các thành phần như là tụ, cuộn cảm và điện trở. Các thành phần này nó sẽ hoạt động cùng nhau để tạo ra một cái mạch lọc. Mục đích mà mình sử dụng con này á, là để loại bỏ nhiễu điện tử và giữ cho tín hiệu được truyền tải qua mạch một cách ổn định nhất. Tiếp theo thì mình sẽ đấu đèn báo và con khóa chốt này vào con module tạo trễ này. Đối với dây dương của con đèn báo này thì mình sẽ đấu vào dây dương của con khóa điện từ. Bây giờ mình sẽ đấu hai dương của con đèn báo và con khóa điện từ này vào chân NO của con module tạo trễ. Tiếp theo mình sẽ đấu chân âm của con đèn báo này vào chân âm của con khóa điện từ, và hai chân âm của này mình sẽ đấu vào chân âm của con module tạo trễ. Và bây giờ thì mình đã xong phần cấp nguồn cho con khóa điện từ và con đèn báo. Đây là mạch thu của bộ Smart Key. Bây giờ mình sẽ đấu nối nó vào con mạch tạo trễ này. Đối với con mạch thu thì nó sẽ có 3 chân, gồm chân dương và chân âm. Chân màu trắng này là chân tín hiệu. Bây giờ mình sẽ đấu nối chân dương là chân màu đỏ của con mạch thu trên Smart Key này vào chân dương của con mạch tạo trễ. Tiếp theo là chân màu trắng này là chân tín hiệu, mình sẽ đấu nối vào chân K của con mạch tạo trễ.
Và cuối cùng là chân âm trên con mạch thu thì mình sẽ đấu nối vào chân âm của con mạch tạo trẻ. Bây giờ mình sẽ chế cho anh em một con mạch dự phòng. Phòng hờ trường hợp mà nhà anh em nào mà cúp điện á, thì anh em vẫn có thể sử dụng mạch binh dự phòng để mở được cái cửa điện từ này. Và đây giới thiệu cho anh em, trên tay mình là một con mạch dự phòng. Cách hoạt động của nó rất là đơn giản. Đối với con cặp domino này á, thì mình đã kết nối cho nó một con jack 3.5 cái như thế này. Mục đích của con jack 3.5 cái này thì mình cắm các nguồn điện từ adapter hay là các nguồn tổ ong để làm cái nguồn điện chính cho nó. Và bên trái thì mình đã đấu nối cho nó một con nguồn pin dự phòng như thế này, để phòng trường hợp á, mà khi cái con nguồn điện chính này nó bị mất điện thì con mạch này nó sẽ lấy nguồn từ pin dự phòng để cấp điện cho toàn bộ mạch khóa điện từ. Bây giờ mình sẽ nối chân âm của con mạch tạo trẻ này vào chân âm của con mạch dự phòng. Và tương tự chân dương của con mạch tạo trẻ này thì mình sẽ nối vào chân dương của con mạch dự phòng. Và mình đã đấu xong nguồn của con mạch khóa điện từ. Ở đây thì mình đã đấu nối cho anh em thêm một con nút nhấn dự phòng để phòng trường hợp á, mà khi mà cái hệ thống của mình nó bị lỗi á, thì mình vẫn có thể mở cửa hoặc là đóng cửa như bình thường. Sau khi mình đấu nối và test khả năng hoạt động của hệ thống thì mình sẽ để hệ thống vào trong một cái hộp nhựa gài như thế này.